Vâng, em Tùng cho ô tô đầu mối Hải Dương xin kính chào về trên phía bạn mình nhá. Là khung giờ quen thuộc rồi. Đấy, một vài hôm qua thì hơi bận nên một vài hôm trước thì nó lên sóng hơi phập phù vì hơi bận. Đấy, hôm nay thì tiếp tục lên sóng đúng giờ nhá, 7 giờ 30 phút này. Đấy, hôm nay lên sóng hẳn trước 1 phút luôn để báo giá cho anh chị quý vị về những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, rất nhiều sản phẩm nay mới về cũng như đã ra bán luôn. Các bạn mình đang có nhu cầu nhá, hãy liên hệ trực tiếp cho em Tùng vào số này 0343 540999 và 0347 701 77 nhá, để em tư vấn và làm giá cũng như là tham khảo cho mình về những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Chào anh mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Thị Nhài, chào bác Đặng Trường này, chào các bác mình vừa vào xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, cảm ơn bác này mình rất là nhiều nhá. Đây, hôm nay là buổi tối thứ 6 đúng không, hôm nay tối thứ 6 này, chúc gia đình mình có một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Đấy, sẽ có bữa cơm ngon với gia đình người thân. Và tẹo nữa thì sẽ xem những trận bóng hay nhá. Chào bác Đặng Tuyến ạ. Chào các bác mình nhá. À, các bác mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì có thể chia sẻ cho em Tùng vài nữa đi, lan tỏa bước sóng livestream hơn. Đấy, để những anh chị quý vị nào đang có nhu cầu tìm đến xe nhá thì đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, rất là nhiều đầu xe đang có để phục vụ các anh mình. Chào Thanh Phan ạ. Các bác em ơi, đấy, hoan hỉ chia sẻ cho em vài lượt đi. Đấy, để những khách hàng đấy thân thiết của chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá vào xem cùng em Tùng cùng với gia đình mình cho nó vui. Đấy, để không bỏ lỡ những video mới nhất, hình mới nhất những đầu xe đang có nhá. 21 chào 34. Vâng ạ. 34 chào toàn thể anh chị quý vị gia đình mình nhá. Chào buổi tối. Vâng, chào bác Nguyễn Thị Nhài ạ. Vâng, chào Trần Đức Anh nhá. Các bác mình đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy, rất là cảm ơn gia đình mình. Cảm ơn những lượt like, lượt chào đình mình rất là nhiều ạ. Đấy thì khá là nhiều xe mới về. Đấy, rất là nhiều xe mới về để phục vụ gia đình nhá. Đấy, hôm nay thì mới về một chiếc này này. Đấy, mới về thêm một chiếc Kia Morning nhá, đời 2007 đây. Đấy, có 120 thôi. Đấy, về một số mẫu mới để mình cùng tham khảo nhá. Và về thêm một chiếc Kia Morning bản SX đây, số tự động đời 2010 nhá. Đấy, khá nhiều mẫu xe mới về. Đây thì em xin loanh quanh một vòng này. Đấy, cho các bác mình cùng tham khảo những mẫu xe hiện đang có bên em. Trong cái lúc mà loanh quanh này mà bác nào mà nhỡ mà ngắm được em nào luôn nhá, chụp luôn lại màn hình cho em nhá. Đấy, gửi điện thoại hoặc là gửi qua Zalo cho em Tùng. Và hai số này là 0343 540999 và 0347 701 77 nhá, để em tư vấn và làm giá luôn cho bác mình. Đây, xe cộ rất là nhiều này, 4 chỗ 7 chỗ này, 80 triệu cũng có nhá, 80 triệu cũng có để phục vụ gia đình mình, rất là nhiều xe luôn. Thì các bác đang xem buổi livestream hôm nay nhá, đừng quên thả tim thả like đi, chia sẻ thật nhiều cho chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Đấy, buổi tối thì xin vào báo giá như là trò chuyện đại gia đình mình. Đấy, buổi cuối tuần gọi là vui vẻ nhất nhá. Cho thông điệp cho Thanh Ngoan ạ. Mùa Linh này, Y10 này, đấy, Vios này, Cedric này, rất là nhiều xe luôn. Thời tiết cũng khá lạnh này, rất là khắc nghiệt rồi. Các bác mình hãy nhanh tay chọn mình một mẫu xe nhá. Đang tầm tiền bao nhiêu đấy, nhu cầu như nào thì chọn mình mẫu xe đấy và đi lại tránh mưa tránh nắng này. Đấy, bảo làm sức khỏe bản thân gia đình nhá. Đấy, phục vụ gia đình mình. Đấy, xe cộ giờ thì lúc này là phương tiện đi lại thôi, phục vụ mình thôi nhá. Đấy, 150 triệu đồng có chiếc ghét này. Đây, bác nào mà tín đồ của nhà Ford đây, bán tải gầm cao máy thắng máy dầu thì có thể quan tâm em chiếc này nhá. 2012 Ford Everest này. Đấy, em xin đi lanh quanh một vòng cho các bác mình có ngắm được em nào không nhá. Nhà mình ơi, cho em xin vài nút chia sẻ đi nhá. Cho em xin vài nút chia sẻ đi, lan tỏa bước sóng livestream hơn đấy, để anh chị quý vị nhà mình mà đang có nhu cầu tìm đến dòng xe nhá thì đến với em Tùng, đến chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đấy, em là người chịu trách nhiệm trực tiếp về những đầu xe đấy cũng như giá cả chất lượng xe tới đây. Có gì thì bác mình cứ liên hệ trực tiếp em nhá. Xe cũ bán ra thì vẫn bảo hành cho gì bình thường, vẫn bảo hành từ 3 đến 6 tháng về chất lượng xe, cũng như là cam kết về trên giấy tờ văn bản là xe không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, không vướng mắc một xíu nào về vấn đề pháp lý nhá. Cảm ơn rất là nhiều. Ok. Ôi, không lan man nữa, không lan man nữa, vào báo giá thôi. Các bạn ơi, nào để động viên em nhá, cho em xin chàng pháo tim đi, chàng pháo like đi, bắt đầu báo giá những mẫu xe cực đẹp, cực chất hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nào. Chào Vũ Dư ạ. Thì để bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay nhá, em xin gửi ra mình một mẫu Kia Morning này. Kia Morning màu xám lông chuột đây, rất là đẹp luôn. Đấy, không biết làm sao thì em rất thích màu này. Tư nhân Hải Dương đây, tư nhân Hải Dương 4101 lụt nhá. Số tự động 1.0, máy eco cần sới rắc, bản đồ phun kịch, sấy gương, sấy kính, sấy ghế này. Đấy, có cả sấy ghế rồi nhá. Cái thời tiết mà lạnh này thì có sấy ghế này, đi cực ấm cực chất luôn. Bản đồ phun kịch nhập hàng 2010. 245 triệu đồng cho anh mình cùng tham khảo nhá.
vô lăng ba chấu này, túi khiên đàn trên vô lăng này, điều hòa ô tô cần số dích rắc này, nghe gọi rảnh tay này, đấy, đèn gầm phá xương này, sấy ghế hai vị trí này, đấy, sấy kính này, đấy, gương điện nhá, gương điện chống chói này kết hợp cam lùi cam hành trình này, 245 triệu đồng, đấy, còn bớt còn thương lượng nhá, các bác mình mà đang tham khảo một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm liệu này, đấy, mà số tự động nhá, quan tâm cho chiếc này, 2010 zin cả xe, 245 triệu đồng bao rút hồ sơ nhá. Bác nào mà không rút hồ sơ em Tùng mạnh dạn giảm 5 triệu đồng nữa là còn 240 thôi. Đấy, xem có đẹp không nào, để lại cho một lượt bình luận đi các bác mình ơi. Nhập hàng 2010 245 triệu đồng. Thì cạnh mẫu Kia Morning nhá, đời 2010 rồi. Tiếp cho đây, các bác mình tham khảo cho em này. Hello, vâng hello bác Nguyễn Chí nhá. Đấy, chắc là giọng này khan rồi. Cháu Duy Nguyễn Vinh này, cháu Vũ Dự này, cháu Đại Đình mình ạ. Các bác nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngay nhá, đừng quên thả tim thả like nhé, chia sẻ cho em Tùng thật nhiều lên. Đấy, lên trang tường này, lên hội nhóm này. Đấy, để lan tỏa bước sóng này hơn. Để các bác nào mà đang có nhu cầu tìm cái xe đến với em nhá, để lại em đôi gương. Gương thì không để rồi, chỉ để lại xe nhá. Chỉ để lại xe mà giữ lại gương thôi, chứ không để lại gương mà giữ lại xe được, bác Chí nhá. Chào bác Phạm Trung ạ. Toyota Vios 2013. Đấy, động cơ 1.5 số sàn bản đen đây, 34 Hải Dương, 4 mùa không lụt nhá. Xin chào đại gia đình mình. Chiếc này thì đang bán với cửa tiền 280 triệu đồng. Đấy, đời 2003 nhá. À 2013. Mắt đèn thâm này, la răng thâm. Đấy, xin nhan trên gương, gương kính không sợi điện. Vô lăng méo nhá. Em đang bán với cửa 280 triệu đồng. Các bác nào mà thích cái mẫu Toyota Vios 2013 này có thể tham khảo cho chiếc này. Cực chất cực đẹp luôn nhá. Máy số, keo chỉ, sơn si, cột kèo zin. 280 triệu đồng. Các bác mình cùng tham khảo này. Đấy. Các bác nhà mình có thể gọi điện trực tiếp cho em Tùng đấy, để được bớt, để được giảm giá sâu hơn về cái đầu sản phẩm hiện đang có tại chỗ ô tô Đồng Hải Dương nhá. Cảm ơn các bác mình rất là nhiều này. Ok, cháu Văn Đào, cháu Đinh Thủy, cháu Thực Phẩm Sạch, cháu Phạm Trung. Có Captiva 7 chỗ số tự động không? Captiva 7 chỗ thì bên em còn một chiếc số sàn này thôi nhá, không còn số tự động bác nhà mình ơi. Đây, Captiva thì còn một chiếc này thôi. Còn một chiếc số sàn đời 2010 thôi, bác có thể tham khảo cho em nhé. Đấy, chiếc Captiva màu vàng cát đời 2010, động cơ 2.0 số sàn nhá. Đấy, đang được bán tại chỗ ô tô Đồng Hải Dương với cửa tiền là 305 triệu đồng. Tư nhân chính chủ, không dùng taxi. La xăng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bọc cứng ABS. Đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn này. Cảm biến cân bằng điện tử, đấy, hỗ trợ khởi động ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo. Đấy, rất là nhiều option, form dáng đẹp đến từ Mỹ đây. 300 triệu đồng tròn, 2.0 máy dầu. Bác mà đang quan tâm đến số tự động nhá, thì có thể để lại cho em xin số điện thoại nào mà có đầu mà Captiva số tự động nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác Thực Phẩm Sạch ngay nhá. Cháu Hải Trần, cháu Nam Ngã, cháu Xuân Xuân, cháu Thanh Ngoan, xe đẹp giá yêu thương. Ok, đúng rồi, phải xe đẹp phải giá yêu thương nhá. Đấy, đã xe đẹp rồi, đấy, xe thì chuẩn chỉ về mặt kỹ thuật, như là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích trong nước, mà giá cả đưa ra lại còn thương lượng nhá. Đấy, thương lượng làm sao cho anh chị quý mình nhá, đến chợ là mua xe thôi, đến chợ là mua xe mang về nhá, chứ không để tay không đi về được. Ok, em đã nhận được số điện thoại bác Thực Phẩm Sạch rồi nhá. Chào bác Cổ Ngoạn Hải Đường à, chào bác Hải Trần, chào bác Nam Ngạn ạ, chào bác Xuân Xuân, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Đấy, rất là cảm ơn những khách hàng thân thương nhá. Với buổi sóng là 7:30 mỗi tối này, đấy, rất là cảm ơn các anh mình. Hãy cho Tùng xin lượt like đi, lượt chia sẻ đi, lan tỏa bước sóng đi hơn, để những anh chị quý vị nào trên ba miền tổ quốc nhé, đang lăn tăn cho mình một địa chỉ uy tín về những dòng xe cũ nhé, thì đến với Thanh Tùng, đến chợ ô tô Đồng Hải Dương, xe có như nào báo giá như thế và video chi tiết như thế nào, review như thế nhá. Đấy, review chân thực sâu sắc nhất, xe có nào nói như thế cho thì mình cùng biết, cùng tham khảo. Ở chiều hôm qua bên em mới về một chiếc Altis, để bác nào mà đang quan tâm dòng Altis thì có thể tham khảo cho chiếc này. Toyota Altis đây, sedan đầu phân khúc hạng C nhá, tư nhân chính chủ, 14 Quảng Ninh, đất Thái, đất Cảng đây. 2003, số sàn động cơ 1.8. Em đang giao bán mới cửa tiền là 189 triệu đồng. Đấy, sơn si, máy số, keo chỉ cực chất. La xăng đúc 4 bánh này, có phanh đĩa chống bọc cứng ABS. Đấy, đăng ký đăng kiểm dài, đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 3 năm 2023. Cam lùi cam hành trình đầy đủ nhá. Đấy, mà chỉ có 189 triệu đồng thôi, bao rút hồ sơ. 5-600 triệu lướt có nhá, 5-600 triệu đi lướt có bác Hải Trần ơi.
Đây bác quan tâm dòng 5-600 triệu một xe lướt thì bác có thể quan tâm cho em chiếc này đi. Đây, Kia Seto nhá. Kia Seto 2017 đăng ký lăn bánh lần đầu 2019. Đấy, xe này mang động cơ 1.6 số tự động bản full nhá. 1.6 số tự động bản full nhập hàng nguyên chiếc. Đấy, tư nhân chính chủ đây, 14 quảng linh đây nhá. La răng đúc 4 bánh có phanh điện chống bọc cứng ABS này, xin nhan trên gương gương kính cụp xe điện. Đây, 4 mắt cảm biến đa điểm đầu và 4 mắt cảm biến đa điểm chống va chạm phía đuôi. Cam lùi cam hành trình đầy đủ. Đây, đèn pha vi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn này, giải đèn nét định vị ban ngày nhá. Chiếc này đang bán với cửa tiền tham khảo cho đại gia mình tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương là 485 triệu đồng nhá. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng, còn tham khảo sâu. Vừa rồi là phần ngoại thất này, các bác mình cùng quan sát phần nội thất bên trong em đi. Đấy, xe để trang bị nhớ ghế hai vị trí nhá. Ghế lái thì chỉnh điện bốn phương tám hướng đây nhá. Đấy, ghế lái chỉnh điện này, vô lăng ba chấu, túi khiên toàn trên vô lăng nhá. Nghe gọi rảnh tay này, tăng giảm âm lượng này, glu control nhá. Đấy, gậy số thể thao đi 7 vạn chuẩn, em đang bán với cửa tiền tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương nè, 485 triệu đồng. Đầu đài màn hình zin của hãng này, điều hòa auto nhá, cần số zích zắc, hai vùng điều hòa độc lập. Đấy, định vị GPS toàn cầu này, 485 triệu đồng cho anh chị quý vị gia đình mình. Đấy, gương điện chống chói đây, cam lùi cam hành chỉ, hành trình đầy đủ, máy số keo chỉ CNC bao zin, xe lướt 2019, 485 triệu đồng cho các bác mình cùng tham khảo nhá. Đây, cửa sổ lóc ba lô Lama đây. Đấy, full kịch 2019, 485 triệu đồng. Vâng, chào bác Vũ Việt ạ. Chào bác Diễn Diễn nhá. Chào bác Văn Bùi này. Ok bác Thanh Ngoan. Chào bác Văn Khương này. Asen 209, cố Asen 209. Chào bác Lôi Hoàng, chào bác Thích Đủ Thứ. Chào bác Đỗ Đức Dũng nhá. Chào bác Khôi này. Đấy, xe lướt khoảng 5-600 thì bác có thể tham khảo tạm cho em một chiếc đấy nhá. Bao zin cả xe. Ok, nhà mình cứ để lại bình luận đi, để lại comment nhá, em sẽ tư vấn hết và tư vấn sâu về đầu sản phẩm cho anh mình đang tham khảo nhá. Bác nào mà vừa hỏi Asen 209 nhỉ? Asen 209 thì bên em có chiếc này, xem bác có ưng này. Hyundai Asen 2009, 1.4 số sàn nhập hàng nguyên chiếc nhá. Đấy, em đang bán với cửa tiền tham khảo cho các bác nhà mình. Chiếc này là 163 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Không rút hồ sơ nhá, giảm 3 triệu nữa, còn 160 triệu đồng tròn. La răng đúc lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi còn zin. Đấy, tên tư nhân 14 Quảng Linh đây. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023 này. Đấy, về sẵn đi thôi nhá, sẵn đi thôi. Bác nào mà cửa tiền 150 này, đấy giá chỉ hơn con SH nhập một tí thôi. Về đi chiếc này, này tránh gió tránh rét này, đi tiết cực đẹp luôn. Đấy, thân vỏ cứng rắn, nội thất mỡ màng nhá. 160 triệu đồng nếu không rút hồ sơ em để lại bình này. Ok, bác Khánh Hưng ơi, ghét có không, ghét cực nhiều luôn nhá. Chào bác Nguyễn Long này, chào bác Hữu Huế này, Avel 216, ok. Biển 88 à, biển 88 con nào nhỉ? À đây, 88 đây. Đây, 88 đây. 88 con i10 này nhá. Bác chi làng táo chất mà quan tâm con này nhá, thì em để cho. Đấy, 250 triệu đồng thôi. Đấy, riêng bác chi làng táo chất để cho bác 250 triệu đồng thôi. I10 2016 bản full kịch nhá. Đấy, zin cả xe 250 triệu đồng. Đấy, riêng bác chi làn quan tâm nhá, nhắn tin qua fanpage cho em đi. Em gửi hình ảnh video chi tiết cho. Chào bác Giáp Nguyễn này, chào bác Cường Hoàng, chào bác Đình Âu. Chào bác Lam Phong Phạm này. Ok, để xem còn những bình luận nào không là để báo giá tiếp này. À đây, ghét đấy bác ơi. Gần trước gần em nhất thì có chiếc ghét này. Còn ghét thì bây giờ em đang có thế nào? Em tổng đang có 4 đầu ghét nhá. Còn 4 đầu ghét nữa cơ. Rồi. Hyundai Ghét 2008 bản đủ đăng ký bánh 2009 đây. Bản 1.1 nhá, vô lăng túi khí đèn trần, bản đủ phun kịch của dòng Ghét đây. Tư nhân 30 Hà Nội này. Đấy, 150 triệu đồng thôi, bao rút hồ sơ nhá. Không rút hồ sơ em tùng lại mạnh dạn giảm cho 5 triệu nữa, là còn 145 triệu đồng. Lốp nắp đẹp sơn xi chất. Đấy, máy lổ thì thầm luôn, đi về mang về chỉ việc đi thôi. Đấy, 145 triệu đồng nếu mà các bác mình quan tâm không rút hồ sơ chiếc này nhá. Đấy, bản đồ phun kịch của dòng Ghét đây, 2008 này. Cao hơn nữa 2009, 2010 em có cơ. Đấy, bác gì nhỉ? Đâu em xem là bác nào này, bác Khánh Khương nhá. Bác Khánh Khương đang quan tâm dòng Ghét này, em sẽ giới thiệu vài chiếc Ghét nên đang có cho bác mình cùng tham khảo xem ưng giờ mẫu nào nhá. Đây, Ghét nữa đây. Rất là nhiều Ghét chất này, Ghét đẹp gửi sang đây mình nhá. Vâng ạ, cháu Thảo Nguyễn này, cháu Dũng Hoàng, cháu Thanh Ngoan, cháu Phùng Vinh Dũng ạ, cháu bác Nguyễn Quân nhá. Chào bác mình. Chúc gia đình nhà mình có một buổi tối thứ sáu vui vẻ.
qua bước sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý, hoặc là có thể tham khảo cho mình những mẫu xe ưng ý nhé. Và đừng quên cho Tùng xin những nút chia sẻ đi, lan tỏa bước sóng livestream hơn. Đây, ghét thì bác tiếp tục tham khảo trên chiếc này. Đấy, ghét 2009, đăng ký vào năm bánh 2010, 148 triệu đồng. Đấy, đăng ký đăng kiểm này. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023 nhé. Chiếc này vẫn là 1.1 số sàn bản đủ của ghét này. 1.1 số sàn bản đủ của ghét. Đấy, vô lăng túi khí đèn trần nhá. 148 triệu đồng gửi đến các bác mình chiếc ghét này nhá. Đấy, ghét bác tham khảo cho em trước hai chiếc này. Firehawk 2010 211 bao nhiêu? À 10 11 12 à? Firehawk chính xác mà 211 212 thì chưa có. Nhưng bên em đang có Firehawk 2010 và 2013 thì bác có thể tham khảo cho em nhá. Đây. Firehawk 2010 đây, bác tham khảo cho em bác ơi. Đấy, em đang bán với cửa tiền là 195 triệu đồng thôi. Tư nhân Hà Nội phố ấy nhá, 195 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn chi cực chất luôn, la sáng đúc lốp nắp đẹp, xi nhan trên gương này, vô lăng túi khí này. 195 triệu đồng cho mẫu ghét này này. Đấy, bác mình có thể tham khảo cho em nhá, mẫu ghét này. Đấy, tầm 11 12 thì quan tâm cho em trước, trước lẻ 10 trước. Nhá, đâu để em xem trước 13 đâu nhỉ? Em để em xem trước 13 nhá. Đâu để em xem trước 13 đâu để em di chuyển tiếp để giới thiệu cho mình này. Đấy, các bác mình đang quan tâm dòng nào nhá thì cứ bình luận đi, cứ comment đây em tư vấn cho nào. Chào bác Dương Trường, chào bác Vĩnh Lưu nhá, chào bác Duy Trọng này, chào bác Thành Vi Thành này. Ok bác ơi, bác mà đang quan tâm với dòng Firehawk mà 2011-12 tham khảo cho em chiếc 13 trước nhá. 2013 số sàn và đe xe gia đình, 34 Hải Dương, 4 mùa không ngập lụt đây. Đấy, la răng đúc thâm này, đèn thâm này, vô lăng méo nhá, bản 2013 này khá đặc biệt. Đấy, em đang bán với cửa tiền là chỉ có là 280 triệu đồng thôi, zin cả xe. Bác mình có thể tham khảo cho em. Có Atit form béo 2010 2011 không? Atit form béo 2010 và 11 thì lại vừa mới bán tuần trước rồi. Đấy, còn một chiếc form 2004 thôi nhá. Đấy, còn một chiếc 2004 thôi nhá. Đấy, 185 triệu đồng cho bác lạc luôn nối này. Nếu bác quan tâm chiếc này thì đã có video chi tiết nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em. Còn nếu mà quan tâm sâu đến cái form 2010 hoặc 11 thì bác có để lại trong số điện thoại đi. Nào mà về thì em liên hệ trực tiếp bác luôn. Chào bác Vũ Đức ạ, chào bác Tikto này, chào bác Tìm, chào bác Vũ Sơn NB. Đấy, chào bác Hoàng Quốc Việt. Đấy, chào bác Lạc Lối luôn, chào bác Ngô Vinh Doanh. Đấy, chào bác Dương Trường, chào bác Vĩnh Niu nhá, chào bác Thành Vi Thành này. Đấy, chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, rất là cảm ơn các bác mình đang xem buổi livestream này nhá. Đấy thì buổi chiều muộn ngày hôm nay thì em có bán một chiếc xe Vios. Chợ bên em có bán một chiếc xe Vios về Yên Bái. Đấy, hai bác khách vẫn ngồi chơi. Đấy, em xin phép vào tư vấn hai bác của mình. Đấy, con xe chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Tí nữa sáng ngày mai thì bên em sẽ ship tận nhà cho hai bác. Đấy, chào bác mình nhá. Đây ạ, hai bác đây, mua con Vios biển 35. Tối là hàng livestream đây. Ha, anh bác cho cháu xin lít thông tin để mọi người đang xem này biết gia đình mình ở đâu đúng không ạ? Đấy. Buôn Đồng ở gia đình mình ở trên Yên Bái. Đấy, hai bác. Đấy, hai anh này mấy bác đi từ mấy giờ xuống ạ? Mình đi từ 7 giờ sáng xuống đây. Thế là hai bác là tí ở đây chơi cho cháu, nào mai là cháu đưa về nhá. Đấy. Thế là chúc hai bác với anh xem là đi về đi tốt dùng bè. Đấy. Ok nhá. Đây là hai bác này, tí là sáng ngày mai đây chơi là sẽ về Yên Bái. Đấy, mang chiếc Vios 125 triệu đồng. Bên em sẽ đưa người đánh tận nhà. Đấy, cháu Uy Trinh ạ, cháu Trung Sơn, cháu Nguyễn Phương nhá, có con Vios 2016 không? Vios 2016 thì còn một chiếc này. Đây, bác tham khảo xem này. Bán rẻ nhỉ, bác Nguyễn Phương. Giá hợp lý thôi bác ạ, giá thì cũng hợp lý thôi. Rẻ đây không rẻ em chia sẻ thật. Giá là giá chung rồi, nhưng bên em sẽ cố gắng là làm một cái giá hợp lý nhất. Đấy, cho bên em vừa có lãi và bên người mua là vừa có lợi. Đấy, cảm ơn bác nhá. Đây, Modeling 2016 nhá. Số sàn 1.25. Đấy, em đang bán với cửa tiền chỉ có 200 triệu đồng thôi. 2016, 1.25 số sàn 4 máy. Màu gọi là xanh sứ, à màu trắng sứ rất đẹp đây. La răng đúc lốp nắp đẹp, đèn pha đèn chiếu sáng đa chiều này. 195 triệu đồng nhá. Nếu mà bác nào hôm nay ưng nhá, 200 triệu đồng tròn để lại 195 triệu đồng thôi. Đấy, nội thất ghế da hai màu đen đỏ này, màn hình to rồi. Đấy, mà mình tham khảo cho em nhá. Cháu Dương Xuân, đấy, người thật việc thật bán uy tín, đúng rồi, phải người thật việc thật đúng không? Người thật việc thật luôn đấy, khách hàng vẫn là ngồi đây. Đấy,
ngồi chơi này, ăn cơm rồi, uống nước rồi. Đấy, tí nữa xem bóng là rạng sáng ngày mai là về đến Yên Bái thôi. Xpander 218 số sàn có không? Dòng Xpander thì bên em lại tạm thời lại chưa có mẫu nào. Bác Hà Vi Thành Trung nhá. Bác mà quan tâm sâu đến mẫu Xpander này thì để lại cho em số điện thoại hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em. Còn nếu mà bác có thể tham khảo mấy dòng 7 chỗ khác thì tham khảo cho em mấy con Innova đi. Đấy, tham khảo cho em mấy con Innova này cũng rất là đẹp đây. Vâng, chào bác Hà Trung Hiếu này. Đấy, chào bác Kiên Đốc nhá, chào bác Giang Vũ này. Chào Đại Đình mình nhá. Đấy, khách hàng xuống ăn cơm để mai lại có người đưa về. Đấy, các bác nào mà đang có nhu cầu mua xe đến với em nhá. Nếu mà không đi được xe về, bên em vẫn hỗ trợ người đi lại đấy, vẫn hỗ trợ xế cho Đình mình, trở về đến tận cổng tận nhà luôn. Cửa hàng mình ở đâu nhỉ bác Nguyễn Sang? À vâng ạ, em xin giới thiệu lại nhá. Em là Thanh Tùng, cửa hàng ở bên em nè, chợ ô tô đầu mối Hải Dương đấy. Các bác mình đừng quên nhá, vào cho em xin một lúc cho dõi kênh đi để không bỏ lỡ những video lên sóng báo giá cũng như là những buổi tối livestream này. Đấy, chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ là Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương. Rủ mai mấy bác làm kèo bóng đi ăn sáng. Các bác là cũng bận rồi, mai các bác phải chia sẻ là phải mang xe về nhá. Đấy, phải mang chia sẻ về rồi. Có i10 và Vios hai đầu tầm 250 triệu quay lại không bác Hoàng Hiếu? Ok, em sẽ đọc hết những bình luận gia đình mình và sẽ trả lời luôn cho bác Hình Thái Dương này. Ở Vios và i10 tầm 250 triệu. Vios và i10 tầm 250 triệu đồng thì không có, nhưng nếu mà tầm nhô nhô hơn một xíu nhá. Nhô nhô hơn một xíu thì em có thể tham khảo cho các bác mẫu này. Đây, i10 hai đầu nhá. Đời 2018 số sàn, động cơ 1.2 đây, em đang bán với cửa tiền là 298 triệu đồng cho mình nhỉ. 2018. Đấy, con này rút hồ sơ rồi, biển gốc của 98 Bắc Giang. Các bác nào mà đang có nhu cầu mua thì sang tên đổi chủ cho vòng đốt nhà thôi. Zin cả xe 2018 số sàn nhá, hai đầu. Đấy, i10 2018 đây. Hơn 250 này, 298 triệu đồng. Các bác thì mình quan tâm nhắn tin cho Tùng nhá để được bớt sâu. Đấy. Chào bác Long Thần, chào bác Lộc Đình, chào bước chân trở về. Hơn 100 mắt rồi, chia sẻ mạnh lên cả nhà, đúng rồi. Cả nhà ơi, đấy, cho em xin hơn đi. Cho em xin hơn số mắt đây nhá, cảm ơn bác mình rất là nhiều. 370 cành mua được xe đẹp chưa? Tầm 370 triệu là mua được xe đời 2020 bên em rồi. Đấy, xe chất luôn, xe zin luôn nhá. Đấy, còn nếu mà đẹp là phải tùy độ cảm nhận thôi. Còn 370 triệu là xe mua xe đời cao rồi. Tầm 370 triệu nhá, bác có thể quan tâm cho em chiếc Vios này. 2017 bản E xe gia đình, 375 triệu đồng nếu cho bác quan tâm này. 1.5 số sàn bản E, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng, ABS 4 bánh này. Đấy, tư nhân 14 Quảng Ninh, đất than đất cảng đây. 375 triệu đồng, bao zin cả xe nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm đến một dòng xe 5 chỗ gia đình này. Đấy, về đi gia đình đã đưa dịch vụ cực đẹp luôn, 375 triệu đồng. Ok, cứ xem đây, cứ chia sẻ đi, đến chắc chắn là giảm giá luôn nhá. Tầm 400 triệu mua được xe đẹp chưa? Tầm 400 triệu em cũng xin chia sẻ thật. Cái dòng xe cũ này nếu mà đẹp hay không thì phải tùy góc độ cảm nhận gia đình mình. Đây em Tùng nhá, em Tùng là chỉ dựa trên số tiền tài chính gia đình mình sẽ tư vấn cho gia đình mình về những đầu xe đấy nhá. Đấy, các bác mình tự cảm nhận. Đấy, tự cảm nhận. Nếu mà thấy đẹp nhá, thấy đẹp đến trực tiếp cho em Tùng, với em Tùng hoặc là gọi điện cho em Tùng luôn. Còn cái vấn đề xe cũ này nhà mình phải cảm nhận cơ. Còn xe mới nhá, từ hãng ra thì lắm người nhá, với số tiền là tiền tỷ thì người ta vẫn không biết là có đẹp hay không. Đối với em Tùng là đẹp thì còn đối với các bác thì em cũng không biết. Các bác thì mình với số tiền đấy em chia sẻ giá, các bác thì mình đánh giá cho em nhá, hợp lý tiền thì đến với em. Đấy, liên hệ cho em, còn bớt còn thương lượng. Vâng ạ. À, vâng, hello anh Công nhá. Tầm 370 bác tiếp tục quan tâm cho chiếc này. Kia Hyundai Grand i10 đời 2020 nhá. Tư nhân 12 Lạng Sơn đây. 365 triệu đồng. Đấy, zin cả xe đời 2020, đăng ký và làm bánh năm 2021 nhá. Đấy, bản full kịch form mới 2020. Đấy, na răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Đấy, cam 360 xin nhan trên gương, tích hợp cụm xe điện này, đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023 nhá. Đây, vô lăng túi khí này, cam lùi, cam hành trình đầy đủ, màn hình cỡ lớn nhá, xe tư nhân gia đình. Đấy, đây màn hình này. Đấy, màn hình vẫn còn chưa bóc tem bảo vệ này. Đấy, vô lăng còn nguyên lớp ni lông từ nhà máy này. 365 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng, zin cả xe. Em muốn mua i10 hoặc Kia để chạy taxi, con nào ngon không? Đã rồi, ok, thì em sẽ đọc tất cả những bình luận nào.
Đây i10 bản đủ. i10 bản đủ tầm 200. Ờ có không? Ok, em sẽ tư vấn luôn này. Nếu mua tu cũ gọi thợ sửa chữa giỏi nhất châu Á đến kiểm tra chất lượng. Ờ xe ok không? Em cũng không dám chắc là ở đâu ở trên đất nước Việt Nam mình có thợ giỏi nhất châu Á không. Nhưng các bác cứ gọi thầy gọi thợ ở đây, bên em xe cũ vẫn test hãng như thường nhá. Bên em xe cũ vẫn test hãng như thường luôn, chứ còn thầy thợ thì cũng chưa dám chắc. Đấy, còn bên em vẫn test hãng nhá. Có xe nào hơn 100 không? Hơn 100 có xe. Đây em sẽ trả lời tất cả bình luận của mình này. Đấy. Hơi lấn sâu sâu vào trả lời rồi. Đây i10 bản đồ tầm 200. Đâu nhỉ? i10 bản đồ tầm 200 dựng đâu nhỉ? Đâu để em di chuyển cái nào. Thực ra là rất là nhiều xe lắm, lúc là xe anh em đánh ra đánh vào di chuyển nên em cũng không nhớ vị trí ở đâu. i10 bản đồ tầm 200 thì hết mất rồi bác nhá. Đấy. i10 bản đồ đang còn một chiếc hai đầu gần 400 à 307 và một chiếc số tự động 306 này và một chiếc bản bay thôi, còn chiếc bản bay gần 200 thôi nhá. Còn bản bay gần 200 thôi, còn chưa có i10 bản đồ số sàn. Thì bác tham khảo trước cho em chiếc bản bay này đi. 2014 bản bay nhá. Đấy. 2014 bản bay nhá. Em đang bán với cửa tiền tham khảo cho đại gia đình nhà mình là 193 triệu đồng bao rút hồ sơ, không rút hồ sơ giải 3 triệu nữa. Zin cả xe nhá. Thầy thợ các thứ mà test hãng cứ mang hết đây. Đấy, bao test thầy, bao test thợ, bao test hãng trên toàn quốc gia đình mình luôn. Chào bác Trần Kỷ này, chào bác ông Tư. Ok, ghét. Ghét à, ghét giá sao? Em sẽ đọc lại những bình luận cho gia đình nhà mình và sẽ tư vấn từng bình luận một các bác được nhá. Hơn 100 triệu đồng à, hơn 100 triệu đồng. Đấy, hơn 100 triệu đồng mà bác thích cái sự tiết kiệm bền bỉ này. Đấy, mà nhu cầu cơ bản thôi, tập lái tránh mưa tránh nắng nhá. Quan tâm cho em chiếc ghét này. Chào bác Tùng, vâng, chào Đức Anh nhá. Đây ghét đây bác ơi. Tầm 150 triệu có không? 150 triệu rất là nhiều. Đấy, 150 triệu thì bác cũng có thể quan tâm cho chiếc ghét này. Hyundai Ghét 2010. Đấy, 1.1 số sàn bản đủ. Đây, vô lăng túi khí đèn trần bản đủ nhập Hàn nhá. 145 triệu đồng bao rút hồ sơ. Không rút hồ sơ em Tùng giảm mạnh dạn 5 triệu nữa, còn 140 nhá. Đấy, tầm hơn 100 này, tầm 150 triệu đồng này. Thích bền bỉ, thích tiết kiệm, quan tâm cho em những mẫu ghét này nhá. Và còn rất nhiều đầu xe nữa. Muốn chạy em muốn mua xe i10 hoặc Kia chạy taxi còn là ngon hơn. Nếu mà ngon hơn mà thực ra là mỗi dòng thì nó có hay riêng. Đấy, nếu mà i10 thì lại nội thất lại rộng hơn, nhưng lại thường là 3 máy. Còn nếu mà Morning thì lại 4 máy, nội thất lại hơn nhỏ một xíu. Đấy, được cái này thì mất cái kia, mỗi dòng xe nó ưu điểm riêng. Thì bác cứ tham khảo cho em. Đấy, xem mình phù hợp giá cả con nào thì mua con đấy thôi. Còn loại nào hơn thì nhà sản xuất họ đã tính toán rất là kỹ rồi. Em cũng không dám nói chiếc nào dòng nào hơn dòng nào cả. Vâng, chào bác Tăng Đao Đại, chào bác Nguyễn Viết Tùng, chào bác Dương Ba Bơ này, chào bác Thiện Nguyễn, chào bác Hạnh Sizo, chào bác Sinh Trần, chào bác Nguyễn Viết Khôi này, chào bác Mạc Đức Tuân, chào bác Trần Kỷ, chào bác ông Tư nhá. Ghét đấy nhá, bậc ghét thì bác tham khảo tiếp cho em một chiếc này này. Đấy, nhà mình với tầm tiền hơn 100. Đấy, hoặc là bác nào thích ghét này, quan tâm tiếp tục cho em một chiếc này. Hyundai Ghét bản đủ 2009 đây. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương của Lan, của làn điệu quan họ chữ tình đây. 1.1 bản đủ nhá. Đấy, bản phun kịch của Ghét đây. Vô lăng túi khí đèn trần. Đấy, cam lùi cam hành trình. Màn hình thì đầy đủ rồi, đèn pha bi cầu nhá. 155 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ. Không rút hồ sơ đấy, gọi cho Tùng giảm được 5 triệu nữa, còn là một còn 150 triệu đồng thôi. Đấy, cảm ơn anh chị mình đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy, rất là vui với khung giờ này, gia đình mình luôn ủng hộ em Tùng, cũng như ủng hộ cho ô tô đồ mua Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương nhá. Cảm ơn bác rất là nhiều. Chào Thăng Nguyễn, chào Định Hiền này, chào Hà Trần. Đấy, chào Nguyễn Trung, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Đâu em xin đọc tiếp tục cái bình luận gia đình mình nào. Có xe hơn 100 không? Đây, xe hơn 100 thì bác có thể quan tâm cho em chiếc Morning hôm nay mới về đây. Đấy, Kia Morning 2007 nhá. Số sàn 1.0, em đang bán với cửa tiền là 120 triệu đồng thôi nhá. Đấy, 120 triệu đồng thôi. Còn bớt còn thương lượng. La răng đúc lốp náp đẹp này. Đấy, xi nhan trên sườn xe. Máy số keo chỉ thì cực chất luôn, về là sẵn đi thôi. À, tránh nắng tránh mưa tập lái đi Tết rất đẹp luôn nhá. Mà chỉ có 120 này. Chào Bùi Minh Hảo ạ, chào Nguyễn Trung này. Đây em xem lại có bình luận cho mình nhá, không trôi mất này không đọc kịp. i10 bản đồ tầm 200 thì chưa có nhá. i10 bản đồ đang có một chiếc số tự động hai đầu là 380 triệu và một chiếc số tự động đời 2016. Đời 2016 là 306 nhá và một chiếc bản bay thôi. Còn tầm 200 thì chưa có. Vâng, hello anh Khúc Văn Công nhá. Chào Phạm Thùy ạ, chào Bùi Minh Hảo, chào bác Hồng Dương. Đấy, em xem đọc lại những bình luận gia đình mình. Các bác nhà mình ơi, có thể là rất nhiều bình luận mà em chưa kịp đọc nhá.
thì các bác mình có thể lại nhắn tin trực tiếp vào fanpage cho em nhé. Nhắn tin vào trực tiếp cho fanpage cho em. Em sẽ gửi cho mình những hình ảnh, những video chi tiết về những dòng xe hiện đang có bên em này. Nào, không lan man nữa, bắt đầu rồi. Không lan man nữa, tiếp tục báo giá nào. 255 triệu đồng, đấy. La City Sedic đời 2010, đăng ký là bánh 2011, zin cả xe, tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa, quê hương dân tộc đây. Đấy, sedan hay đầu phân khúc hạng C. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe nhá, đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Đấy, hạng C được trang bị cả cửa sổ lóc này, ba lô la ma này, cam lồi cam hành trình đầy đủ nhá. Hai mắt cảm biến va chạm phía đuôi, điều hòa auto cần số dây rắc, vô lăng ba chấu, túi khiên đàn trên vô lăng nhá. 255 triệu đồng cho bác mình. Đấy, còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu. Chào bác Chu, chào bác Nguyễn Tiến Đạt này, chào bác Chu, chào bác Công Nguyên, chào Hoàng Mẫu, chào Đại Đình mình ạ. Đấy, rất nhiều CDX luôn. Nếu như các bác nhà mình là tín đồ của xe Mỹ, là tín đồ của CDX nhá, thích một dòng xe trường xe, đầm xe, quan tâm cho em mẫu CDX vừa là một này. Và mẫu CDX này, La City CDX 2010, 1.6 số động nhá, tư nhân chính chủ, ba mẹ phố đây, bao zin cả xe với nước sơn màu xám xi này, 265 triệu đồng nhá. Đấy, bác nào mà thích test tày, test thợ, test hãng nhá, mang con này đi test luôn cho em này. Đấy, xe cũ 2010 vẫn bao test hãng này, có chất không. 265 triệu đồng cho La City CDX này. Vâng, chào bác Ngựa Hoang, chào bác Đặng Cường, chào Nguyễn Trương. Đấy, cháu Thanh Nguyên Trọng này. Đấy, thì bên em bán xe ra nhưng là vẫn cam kết gia đình mình, đấy là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích dập nước. Đấy, những cái vấn đề cơ bản như thế là bao test hãng cho gia đình mình luôn. Và riêng về vấn đề pháp lý là an ninh là chuẩn chỉ nhá, không vướng mắc một xíu nào về an ninh pháp lý, như cầm cố, tranh chấp hoặc là không có chủ mã rõ ràng. Và cam kết là không phạt nóng phạt nguội nhá, nếu có phạt nóng phạt nguội bên em sẽ chịu trách nhiệm. Đấy, cam kết trên văn bản, trên giấy tờ gia đình mình. Vừa rồi là báo giá là khá nhiều dòng xe 5 chỗ rồi, đổi không khí sang 7 chỗ là các bác mình ơi. Toyota Innova 2009 nhá, số sàn động cơ 2.0 đây, vua 7 chỗ đây, nội thất rộng điều hòa mát này. Đấy, nội thất mà rộng thứ nhì thì không ai rộng thứ nhất luôn, riêng nói về cái dòng Innova này này. Đấy, 2.0 số sàn, hộp số VVTi, ăn anh quanh chỉ 8 lít rưỡi đến 9 lít trên 100 km đường trường thôi. La răng đúc, hai túi khí. Đấy, hai mắt cảm biến đa điểm chống va chạm phía đuôi, bản G xịn 2.9 này, máy số, keo chỉ, cột kèo zin này. Đấy, xe cũ bao test hãng không, chiếc này bao test hãng luôn, 290 triệu đồng. Đấy, máy số, keo chỉ, cột kèo zin, sơn si thì của một chiếc xe 13 năm thì tút tát lại rồi, chia sẻ thật. Đấy, không phải giấu làm gì nhá, nhưng cơ bản là máy số, keo chỉ, cột kèo zin nhá, 2.9, bản G 290 triệu đồng. Các bác mình tham khảo cho em này, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 2 năm 2023, cam lồi cam hành trình đầy đủ, Innova 2009, zin cả xe, 290 triệu đồng này. Đấy là gọi là 7 chỗ máy xăng thì có chiếc này này, 7 chỗ máy dầu thì có chiếc này. Các bác mình tham khảo cho em. Ford Everest nhá, 2012, số tự động một cầu nhá, một cầu máy dầu, zin cả xe, tư nhân chính chủ 19 này, đất Thọ, đất tổ Phú Thọ đây. 345 triệu đồng bao rút hồ sơ, không rút hồ sơ em Tùng lại mạnh dạn giảm 5 triệu nữa, còn 430 thôi. Đây, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá, một cầu máy dầu, xin nhan trên gương, đấy, gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm dài thường thượt luôn. Đến tháng 7 năm 2023 này, về chỉ việc đi thôi, đâu tín đồ của Ford đâu, yêu thích chất Mỹ đâu, yêu thích máy dầu đâu, tham khảo cho em chiếc này đi gia đình ơi. Đấy, giá còn vớt, còn thương lượng nhá, cứ ý kiến này, em Tùng cân đối được bán luôn, có lãi là bán luôn, kể cả lãi bắt phở là cũng bán. Chào Nguyễn Thi, chào Tình Nguyễn, chào Tuấn Lê, chào Quy Trần, chào Trần Trung Hậu, chào Thắng Châu, chào Thanh Nguyễn Trọng, chào bác Ngựa Hoang, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Chúc gia đình nhà mình có một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Và qua bức sóng livestream này thì hãy chọn cho em những mẫu xe ưng ý đi gia đình ơi. Xe rất là chất, rất đẹp nhá. Đấy, xe cũ vẫn bảo hành từ 3 đến 6 tháng về chất lượng xe cho bác nhà mình. Đấy, cam kết là không đâm đụng, không va chạm, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sắt xi, không thủy kích gầm nước, không vướng mắc một xíu nào về vấn đề pháp lý như cầm cố, tranh chấp hoặc là phạt nóng phạt lại nhá. Đây, tiếp tục những chiếc xe đời cao để giới thiệu gia đình mình nhá. Hyundai Accent 2019, số sàn hộp số 6 cấp. Em đã gửi với gia đình mình với cái tiền là 390 triệu đồng tại chợ ô tô Đồng Hải Dương. Gọi điện thoại cho Tùng hoặc đến trực tiếp chợ chốt xe, giảm 5% giá trị xe. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Tư nhân một chủ, 98 Bắc Giang, chào 500 anh em mình nhá. Màu trắng rất là đẹp này. Các bác nào đang có tài chính tầm gần 400, quan tâm một chiếc xe màu trắng về đi gia đình,
hoặc là đã đưa dịch vụ này, đấy, cưới hỏi này, cưới hỏi lễ ngãi nhá, đấy, sự kiện nhá, quan tâm cho em chiếc này, cực đẹp luôn, đăng ký đăng kiểm dài, máy số keo chỉ, sơn si, cột kéo zin, từ hãng dài nào thì bây giờ em như thế nhá, 2019, 395 triệu đồng, đấy, nếu mà gọi cho em Tùng nhá, nếu mà gọi điện thoại trực tiếp cho Tùng chốt xe này, để 380 triệu đồng thôi, hứa với gia đình mình luôn nhá. Cháu Hoàng Thành, cháu Nguyễn Phan, cháu Anh Chuyên, chào bác Công Văn, cháu Văn Phong Dương, chào bác Thành Lê ạ. Chào bác Tiên Phương Nguyễn nhá, chào các anh mình. Ở Asen thì bên em đang có 2 chiếc đời 2019 nhá. Đang có 2 chiếc là đời 2019 nhưng em chưa nhìn thấy đâu. Ở đây em xem đang ở đâu thì em giới thiệu luôn này. Đấy, chắc là để cuối rồi. Thì cạnh chiếc 2019 thì có chiếc Seato 2010 này. Các bác mình quan tâm cho em này. Kia Seato 2010 nhá. Xe mang động cơ 1.6 số sàn. Xe đang đầu phân khúc hạng C bản full của dòng Seato 2010 đây. Đấy, la răng đúc zin nguyên bản theo xe này. Cặp đèn pha halogen mắt sách nhá. Đấy, rất là đẹp, rất là cá tính đây. Form dáng thì thanh thoát, rất là thể thao. Đấy, xin nan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Cam lùi, cam hành trình. Bốn mắt cảm biến đuôi này, cửa số lốc ba lô lama nhá. Đấy, chiếc này em đang bán với cửa tiền là 275 triệu đồng. Đấy, sedan đầu phân khúc hạng C. Vô lăng ba chấu nhá, túi khiên toàn trên vô lăng này. Máy số keo chỉ sơn si, nội thất nguyên bản theo xe nhá. Đấy, nguyên bản theo xe. Đấy, bác nào thích test thầy, test thợ, test hãng này, mang hộ em chiếc này đi, đến xe mang hộ em chiếc này đi nhá. Có lỗi này, có lỗi nhá, riêng con này mà có lỗi nhá. Tặng 5 triệu đồng cho anh chị quý gia đình mình. Đấy, riêng con này có lỗi nhá, tặng 5 triệu trên một lỗi. Nếu mà bác nào ở xa đi đến nhá, tặng luôn cả tiền đi lại luôn này. Đấy, ở lại ăn cơm uống nước gia đình em. Nếu mà chiếc xe tô này có lỗi nhá, xe cũ vẫn test thầy, test thợ, test hãng như thường gia đình mình luôn. Đấy, thì vừa em chia sẻ là bên em đang có 2 chiếc Asen 2019. À đây em thấy rồi. Đây, 1 chiếc 19 ở đây. Các bác mình cùng có thể tham khảo cho em này. Mới như trong hãng ra nhá. Xe đi 5,5 vạn. Hyundai Asen 2019 màu xám bạc. Đấy, tư nhân chính chủ 3 từ Hải Dương, một chủ từ mới. Máy số keo chỉ sơn si bao zin. Đấy, đời 2019. Đi 5,5 vạn chuẩn. Đấy, những chiếc xe này thì phải test hãng toàn quốc rồi. Những chiếc xe này là phải test hãng toàn quốc rồi. Đấy, 1.4 hộp số 6 cấp, vô lăng túi khí, cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, mới như trong hãng ra nhá. 380 triệu đồng cho bác Bình này. Bác nào ưng ý nhá, bác nào ưng ý gọi điện cho Tùng luôn này. Để còn 375 triệu đồng thôi. Đấy, sơn si đẹp, máy số keo chỉ zin. Đầu góc trong này xem còn xe nhỉ. Góc trong này là còn con nào nhỉ? À đây. Mới về chiếc này ngày hôm nay đây. Đấy. Đấy, mới về chiếc này ngày hôm nay nhá, các bác mình tham khảo cho em chiếc này đi. Số tự động 1.0, máy eco, cần số rắc điều hòa auto. Cam lùi, cam hành trình, cảm biến đuôi, la răng đúc, phanh điện chống bọc cứng ABS. Sấy gương, sấy kính, sấy ghế đủ cả rồi. Đây một chiếc xe hạng A nhá, M option như hạng B luôn. Một đầu. Số động đấy rất là phù hợp cho những cái bác nữ à, các chị gái là vừa có bằng số động này. Đi chiếc này đi làm này, đi chơi này, tập lái này, tránh mưa tránh nắng nhá. Rất dễ đi, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, phụ tùng thay thế thì luôn luôn có sẵn. Kia Morning bản SX 2010. Đấy, một chủ từ mới biển Hà Nội này, 4 số một chủ từ mới 3686 biển, rất đẹp luôn. Em đang bán với cửa tiền là con này đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng, bao zin cả xe nhá, một chủ từ đầu. Đây, vô lăng ba chấu này. Đấy, gương điện nhá. Đấy, gương điện chống chói tích hợp cam lùi cam hành trình này. Sấy gương này, đây, bản đồ phun kính nhá. Sấy gương này, sấy ghế này, sấy kính này, nghe gọi chảnh tay này. Đấy, đèn gầm phá xương này. Điều hòa auto gần số dây rắc nhá. 235 triệu đồng cho mình quan tâm. Đấy. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc nhá. Đấy, một dòng xe nhỏ gọn, tiết kiệm điệu, mờ zin cả xe, cam kết gia đình mình. Đấy. Thầy thợ hãng đầu mang hết đầy một test luôn, cam kết gia đình mình zin cả xe này. Morning bản nhập 2010 nhá. Đâu thì phía tròn này là chưa báo giá, đây em sẽ di chuyển trong dòng sâu này để báo giá tiếp cho gia đình mình. Đây, các bác nào mà trời rét này, đấy, cần một chiếc xe cơ bản thôi, mở cửa tiền mà không bằng con SH nhập luôn, tham khảo cho em chiếc này là một này. Đấy, Đại U lá lốt nhá, 2005 đăng ký năm 2007, màu trắng đây, 1.5 số sàn. Đấy, tư nhân Thái Nguyên đây, cực chất cực ngon đây. Xe ra đây đầu, đấy, mà chỉ có 80 triệu đồng thôi các bác mình ơi. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 1 năm 2023, la xăng đúc lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn si cực chất luôn. Đấy, xe này là chia sẻ là của bác trước là một bác nghệ sĩ nhá, một bác họa sĩ nhá. Đấy, sơn si đẹp đấy, mà còn thêm bức tranh này. Đấy, 80 triệu là không bán tranh đâu, miễn phí tranh nhá. 80 triệu miễn phí tranh thôi.
Đấy. Chào Nguyễn Lê này, chào bác Vĩnh Vịnh Dũng này, chào bác Quang Bùi, chào bác Trần Tuấn, chào bác Hùng Anh Xe Lưng, chào bác Nguyễn Xuân Thảo, chào bác Tuấn Nguyễn, chào bác Tống Văn Vượng, chào bác Thi Lưu, chào Đại Đình Minh này. Tiếp tục với cửa tiền là chỉ 80 triệu đồng thôi. Các bác thì mình quan tâm cho em chiếc này nhá. Chevrolet Sờ Bắc đời 2010, đăng ký năm 2011, 0.8 số sàn, ăn xăng như ngửi luôn, ăn xăng như lếm như ngửi thôi. Đấy, một chén xăng phải đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa mà hai chén là khả năng phải vào đến Nam luôn. Đấy, 0.8 số sàn, nhỏ gọn tiết kiệm điện, đây bé như cái xe bò thôi. Vào ngõ vào ngách cực kỳ là dễ luôn. Các bác nào đi chiếc này nhưng mà khả năng mà vào tường khó thì đi thẳng này. Đấy. 80 triệu đồng. Đấy, còn vớt, còn giảm, còn ra lọc sâu. 34 Hải Dương 4 mua không lụt đây. Đấy, đèn sáng còn kêu mà bốn bánh quay tít luôn nhưng mà quay đầu. 80 triệu đồng. Đây, di chuyển ở trong góc này. Báo giá đến đầu xe hơn trăm thôi nhá. Báo giá đầu xe hơn trăm thôi. 125 triệu đồng nhá. Genza. Đấy, Genza 2009 số sàn. Động cơ 1.4. Đấy, các bạn nào thích những dòng xe đến từ Nhật này, à dòng xe đến Hàn thế thôi. Dòng xe đến Hàn tư nhân xe hai đầu mà chỉ có 120 thôi. Quan tâm cho chiếc này một này. 125 triệu đồng. Genza 2009 màu đen. Đây, chiếc này cũng đang quanh tầm 130 đây. Đấy, 135 triệu đồng. Hyundai Grand i10 đời 2008, 4 máy này, nhỏ gọn nhưng đi vẫn rất là bốc như thường luôn. Đấy, tư nhân chính chủ công dụng taxi. Máy số keo chỉ sơn si cực chất nhá. Mà chỉ có 135 triệu đồng thôi. Đấy, cháu Trương Nguyễn Quang, cháu Trần Anh Tuấn, cháu Trịnh Anh Tuấn, cháu Hiếu Trần Đức này, cháu Phạm Tiệp này, cháu Đại Đình Bình. Các bác nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngày nay nhá. Đấy, còn những thắc mắc gì không? Còn những thắc mắc gì về những dầu xe, về giá cả xe, chất lượng bên em đang có như nào? Nhà mình tiếp tục comment bình luận đi để được tư vấn sâu trên cái buổi sóng livestream này cho anh chị quý vị nhà mình. Hoặc là các bác nhà mình đang có vướng mắc gì về xe cộ, về giá cả ở bất cứ đâu nhá, cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp cho em. Đấy, để em tư vấn cho. Đấy, tư vấn miễn phí, không mất tiền, không bao gì cả. Đâu, đợi em một xíu nào, em xem có bác nào bình luận không. À đây rồi. Đấy, mạng nó rất là kém luôn, em phải lấy một chiếc máy khác này thì mới đọc được bình luận gia đình mình nhá, thông cảm cho em này. Đấy, em sẽ đọc lại bình luận này. Đây, Morning màu xanh đây. Đây, Morning màu xanh mới về trong buổi chiều ngày hôm nay đây. Các bác nhìn ơi, đây, Morning màu xanh mới về đấy nhá. Kia Morning màu xanh 2010, động cơ 1.0 này, số tự động nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Zin cả xe tư nhân một chủ từ mới, biển bốn số 36 này, 86 biển rất là đẹp luôn. Em được bán với cửa tiền 235 triệu đồng. Các bác làm nhanh tay chốt này, các bác làm nhanh tay chốt nhá, để lại cho 230 tròn thôi. Đấy, chưa lên video, chưa lên hình ảnh gì cả. Đây, thông tin này đây. À, bác Điền Vũ Văn à, 280 triệu có trả góp không? Vâng, chia sẻ thật với bác là giờ ngân hàng là cuối năm rồi, họ không cho trả góp nhá. Cuối năm rồi thì họ không cho trả góp dòng xe cũ này. Đấy, bác có thể tham khảo cho em những chiếc tầm 280, nếu bác đủ luôn tầm 280, hoặc là có thể chia sẻ, có thể là tham khảo cho em những chiếc mà vừa tầm giá hơn nhá. Còn bây giờ là tạm thời là không được trả góp rồi. Bạn có trả góp không? Vâng, rồi em vẫn đang chia sẻ rồi là không trả góp nhá. Đấy, là không trả góp. Có vai ốt không anh? Vai ốt rất là nhiều. Đấy, bác Hùng Xe Lưng ơi, bác mà à, bác Trần Thế Yên ơi, bác quan tâm vai ốt thì bác có thể quan tâm cho chiếc này là một này. Đấy, Toyota Vios 2008 bản E xe đình nhá, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng đây. Em Tùng đang giao bán với mức giá tham khảo cho đại gia đình nhà mình chiếc này là 205 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn si cực chất cực đẹp luôn nhá. Mở lại xe gia đình này. Đấy, Vios thì khá là nhiều. Tham khảo cho em nhá. 208 này 205 triệu đồng này. Và 208 con này cũng 205 triệu đồng để gửi đến gia đình mình luôn này. Vâng, chào bác Phạm Khánh này, chào bác Phát Trường, chào bác Tuyết Mùa Hè, chào bác Nguyễn Quân, chào bác Trần Thế Yên, chào bác Sâm Tư, chào bác Trần Viết Trường, chào bác Nguyễn Văn Thái nhá, chào bác Hiếu Trần, chào bác Phạm Tiệp, chào đại gia đình đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Ok, để em xem những bình luận nào. Đấy, mạng méo nó rất là kém này, tương tác thì bị Facebook bóp này, không đọc được bình luận. Để em vào cái máy khác để đọc bình luận mình nhá. Đây, Vios 205 triệu đồng đây, bác Tân Tân Vios tham khảo cho em chiếc này. 2008 bản E số sàn xe gia đình này. 205 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng. Cho xem bán tải, anh Xuân Lê có bán tải nhá. Đấy. Bán tải có bán tải, bác mình tham khảo cho em này. Đấy, giờ này đến máy khác thì mình cùng xem cho em nhé. Không phải là không muốn trả lời mà đây. Đến máy khác cũng không vào được bình luận để đọc luôn. Các bác mình ạ, đấy, vào đến máy khác cũng không đọc bình luận luôn.
Đấy, có thể em cũng chưa chia sẻ được hết cho các bác mình đang đặt đệ câu hỏi, nhưng sau buổi livestream nhá, em sẽ trả lời hết cho các bác nhà mình luôn nhá. Đấy, các bác mình có thể xem này. Mạng kém quá đấy, tương tác đây, bóp kém quá, không thể đọc được bình luận luôn. Xin lỗi các bác nhà mình nhá. Dòng bán tải mà tầm tiền hơi 200 thì bác mình tham khảo cho em thế này nhá. Ford Everest 2008. À, Ford Ranger, xin lỗi mình. Ford Ranger 2008, máy dầu 2 cầu. Em đang bán với cửa tiền là 245 triệu đồng. Đấy, 2 cầu máy dầu nhá, 245 triệu đồng 2008. Các bác này mình mà đang quan tâm dòng bán tải này, đấy, đời nó chung chung đời, quan tâm chơi này, cực chất cực đẹp luôn. Các bác mình ơi, đấy, thả tim thả like đi, chia sẻ thật nhiều cho em Tùng của chỗ ô tô đồng ngoại Dương đi. Đấy, có thể là đây, nhà mình có thể xem cho em này. Đấy, bình luận không đọc được luôn đấy, bình luận không đọc được luôn. Thì sau buổi livestream này em có thể gọi lại cho các bác mình nhé, cứ để bình luận đi. Model màu xanh i10 bán tải ok tầm 400 có nhá. Đấy, bác nhà mình đợi em một xíu này, để em đọc tất cả bình luận này mình này. Tầm 400 bác tham khảo cho em chiếc này. Đấy, Hyundai Accent 2019 đây, 398 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Không rút hồ sơ em Tùng giảm cho 3 triệu đồng nữa. Máy số keo chỉ sơn si, cực chất cực đẹp nhá, zin cả xe, bao tiết hãng này. Vâng anh Thành Lê ơi, đây giờ em mới đọc bình luận nhá. Nếu mà i10 đời cao ấy 2020 thì bác tham khảo cho em chiếc này nhá. 2020 số sàn 1.2 nhá, bản đồ phun kịch form mới rồi, zin cả xe này, 385 triệu đồng. Đấy, bản đồ phun kịch na xăng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS, cam 360, đèn pha bi cầu. Đấy, tay nắm cửa trang bị một trạm thông minh đây, đề lỗ startup, vô lăng túi khí nhá. Đấy, mới như trong hãng ra đời 2020, tư nhân chính chủ 12 Lạng Sơn, 365 triệu đồng cho mình cùng tham khảo này. Đấy, anh ơi anh tham khảo cho i10 đi. Đấy, hôm nay Facebook dạo này nó rất là bóp tương tác nhá, em không đọc được bình luận luôn. Em đang like này em không đọc bình luận luôn. Đấy, em đang lấy một chiếc máy khác để đọc lại bình luận gì mình này. Đây, còn i10 mà một đầu bản đủ thì bác tham khảo cho em chiếc này. 2016 số sàn nhá. Đấy, 2016 số sàn, động cơ 1.0, 260 triệu đồng. Đấy, bản đủ phun kịch đây. Đấy, anh Xuân Lê ơi, đấy, anh mà đấy, có quan tâm nếu mà tầm 400 à, tầm bán tải 400 thì bên em khó, không quá rồi. Tầm bán tải bây giờ bên em còn một chiếc 2008 bây giờ 240 này. Và một chiếc WeChat này nó sát 800 cơ. Đấy, chiếc WeChat là 800 cơ. Còn tầm 400 chưa có anh ạ. Đấy, anh có thể để lại số điện thoại nhá. Nào mà nó về đầu là tầm 400 thì em nên liên hệ trực tiếp cho anh luôn. Đấy, còn bây giờ thì không có đầu bán tải tầm 400 rồi, toàn hơn 400 thôi. Hello bác, vâng hello Thanh Sa này, chào Đại Đình mình. Đấy, cháu Nguyễn Thành Nam, cháu Phương Nam này. Đấy, cháu Đỗ Văn Ngãi, cháu Bùi Hiệp, cháu Hoàng Liên, cháu bác Miloko Trần, cháu bác Hồng Đăng nhá. Cháu bác Nhôm Kính Tiến Thắng, cháu bác Phùng Trường, cháu bác Thanh Sa, cháu bác Phạm Khánh này, cháu bác Trường Phát nhá. Đấy, em chia sẻ thật là bây giờ này, bây giờ là không đọc được bình luận nữa rồi. Không đọc được bình luận nữa rồi nhá các bác. Mình có bình luận gì mà em chưa kịp chia sẻ nhá, thì cứ để lại bình luận hoặc số điện thoại. Sau buổi livestream này thì tổ bán hàng của chỗ ô tô đồng ngoại Dương hoặc là chính em Tùng sẽ gọi gia đình mình để tư vấn và những đầu sản phẩm em đang có đấy. Rất muốn là đọc bình luận để tương tác với bác nhà mình. Thế nhưng bây giờ không đọc được bình luận, xin lỗi bác mình rất là nhiều ạ. Tiếp theo đây này, với cửa tiền là 140 triệu đồng thôi. Đấy, các bác nào đang quan tâm một chiếc xe sedan hay đầu tập lái nhá, quan tâm trong chiếc này, 145 triệu đồng, La Chetti đời 2010, đăng ký là bánh 2011, 1.4 số sàn, tư nhân 98 Bắc Giang. Đấy, các bạn quan tâm nhá, tham khảo cho em mẫu này. Chào bác Đời Bất Công ạ, chào bác Hoàng Hải nhá, chào Đại Đình mình. Vâng, thì vừa rồi em Tùng cũng đã giới thiệu hết một vòng những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương này. Đấy, em xin đi thơ thẩn đấy, lanh quanh một vòng nữa, xem anh chị quý vị nhà mình có quan tâm trên mẫu nào không nhá. Thì nhắn tin hoặc là bình luận luôn cho em này. Đấy, để em tư vấn. Hoặc mà những bình luận nào mà em chưa thể đọc được. Đấy, không phải không muốn đọc, mà livestream nó không cho đọc. Đấy, Facebook là nó không cho đọc bình luận luôn này. Thì sau buổi livestream này thì em sẽ liên hệ trực tiếp với bác nhà mình. Đấy, và những đầu xe hiện đang có bên em nhá. Đấy, cảm ơn anh chị quý cô bác nhà mình. Đấy, đang xem buổi livestream ngày nay. Đấy, thì ngày mai nhá, ngày kia, ngày kia hoặc là tất cả những ngày nào nhá, nhớ đấy em Tùng là khung giờ là 7:30 mỗi tối. Em xin lên phép báo giá cho mình và những đầu sản phẩm bên em luôn thường trực để giới thiệu đến bác nhà mình. Đấy, có nhu cầu về xe nhá,
hoặc là nhu cầu về giá cả, hoặc là chất lượng xe, hoặc là đang vướng mắc những cái gì về xe cộ nhá, mà chưa biết tìm hiểu ở đâu, nhớ đến em Tùng và hai số line 0343 540999 và 0347 701 77 nhá. Tư vấn miễn phí cho mình 24/7, không cả ngày thứ bảy chủ nhật. Xin chào, hẹn gặp lại các bác.